So sánh cảm biến khói quang học và ion. Một câu hỏi được đặt ra như sau: tất cả các đầu cảm biến khói đều giống nhau phải không? Câu trả lời là không. Đầu tiên, chúng ta đốt một tấm bọt biển. Cảm biến quang học nhận biết đám cháy trước cảm biến ion. Bây giờ chúng ta sẽ đốt một ít dầu và sớm có ngọn lửa. Cảm biến ion nhận ra đám cháy. Sau một khoảng thời gian, cảm biến quang học mới nhận ra đám cháy. Từ đó, chúng ta rút ra kết luận: các đám cháy âm ỉ được phát hiện nhanh hơn nhờ cảm biến quang học. Các đám cháy có ngọn lửa được phát hiện nhanh hơn nhờ cảm biến ion. Nếu chỉ có một loại cảm biến, nên chọn loại cảm biến quang học. Dụng cụ chuyên dụng kiểm tra cảm biến khói. Ngày nay trên các tàu đều trang bị các hộp xịt để kiểm tra đầu cảm biến khói. Chúng ta có thể xịt trực tiếp từ hộp xịt vào cảm biến khói. Tuy nhiên, đối với những cảm biến nằm trên cao thì người ta phải có các dụng cụ chuyên dụng như chúng ta nhìn thấy trên video. Mỗi lần ấn là một lần xịt công chất kiểm tra vào đầu dò. Dụng cụ chuyên dụng kiểm tra cảm biến cháy nhiệt độ. Ở đây, dụng cụ chuyên dụng của hãng Solo thì người ta sử dụng một cái công nghệ tạo ra không khí nóng và thổi nó tới cái cảm biến nhiệt độ, và nhiệt độ được nâng tới 90 độ C để tạo ra báo động. Cách thao tác dụng cụ kiểm tra thì được chỉ dẫn cho từng loại dụng cụ một.